Xin chào toàn thể anh em, chào mừng anh em quay trở lại với cái kênh YouTube của tôi. Hôm nay tôi sẽ giới thiệu cho anh em cái dụng cụ để anh em chơi cục cua này. Bộ này thì nói chung là có cũng đã được vài năm rồi, nhưng mà nó sử dụng rất ok và hiệu quả anh em. Tỷ lệ đá của nó là chuẩn 100%, đá được 6 mặt luôn, anh em chơi thoải mái. Đây, xin giới thiệu với anh em, đây là bộ bao cua báo rung 6 mặt đó, và bộ cua chip đó chơi rất ok, máy chuẩn 100% nha. Đó. Hôm nay tôi đã làm sẵn là cái hộp chợ, cái hộp chợ nha. Chỗ này chơi hộp gì thì có thể liên hệ trực tiếp cho tôi sẽ là yêu cầu. Như chỗ này chơi hộp gỗ, hộp sứ hay là hộp giấy gì đó thì cứ liên hệ, tôi sẽ là yêu cầu của anh em. Hộp này á là tôi đã vào chip. Đó, và cho nó luôn. Trọng lượng á, thì nó cũng tương đương nhau thôi, không tinh dịch nhiều đâu, tinh lý lắm mới phát hiện thôi, chứ nhìn bên ngoài không thể biết được nha anh em. Trừ khi bóc hộp ra thôi, bình thường này là không biết được. Đó. Hộp shop chợ nha, rất là đẹp. Đồ nãy cũng rất ok nè. Cái thời lượng pin của cái này á, của cái bộ bộ cua này á, thì tôi canh chỉnh nó trong vòng cỡ anh em chơi liên tục cỡ tuần tới 10 ngày là hết pin. Còn anh em chơi ít hơn á thì chơi sẽ lâu hơn ha. Cái khoảng cách bắt xa giữa cái bộ rung này và cái bộ cua này á, là tối đa là từ 4 tới 6 mét, nhưng mà tôi chỉnh thông thường là tôi chỉnh ở đây là từ 2 đến 3 mét thôi, là cách lý tưởng nhất để cho anh em chơi hiệu quả. Chip bên tôi là tiền chip ok và chất lượng, bên cơ sở tôi thì chỉ bán hàng chất lượng thôi, không có bán hàng kém chất lượng lừa đảo anh em. Làm sao nói vậy ha, bộ chip này là nó có thể xuyên qua được nắp nhôm, nắp sứ và giấy, rất ok nha. Nắp gỗ cũng xuyên luôn, tôi để ở dưới bàn nó vẫn mát được sống, chơi rất ok. Đó, rất là đẹp. Anh đi chơi á, chỉ cần lùi được bộ hộp này vào sân chơi của anh em và cầm cái cục rung này giấu trong người, chỗ nào đó tùy anh em thôi. Nhưng mà lưu ý với anh em, tôi chia sẻ kinh nghiệm luôn. Đây là ví dụ như anh em giấu ở cái mặt trước của người anh em á, hướng về cái bộ này á sẽ bắt chuẩn hơn. Anh em đừng nhắc sao tôi buồn, nó sẽ bắt không có chuẩn ha. Đó, nói chung là anh em mua về sẽ có cách sử dụng thôi, rất là dễ. Anh em chơi để cảm nhận là nó để vị trí nào, đặt ở vị trí nào là bắt sóng tốt, là bắt sóng không tốt thì anh em mua về sẽ biết liền, rất là dễ, không phải lăn tăn về chuyện đó ha. Đây, tôi test cho anh em xem chuẩn nó như thế nào này. Pin này thì pin robot máy lạnh anh em, hết thì anh em thay thôi, rất là dễ. Còn cái bộ rung này với cái bộ chip này á, nếu mà hết á, thì anh em gửi cho tôi sẽ gửi cho anh em. Bây giờ nói chung là xe cổ công nghệ chuyển phát nhanh rồi này kia rất là tiên tiến rồi, rất là nhanh gọn rồi, không phải như xưa nữa, nên anh em phải không phải lăn tăn về chuyện đó ha. Đây, tôi test cho anh em xem sơ bài bán này là sử dụng như thế nào rồi. Đây, con tôm này, chị nhanh con tôm này. Mỗi cục rung á có một cái công thức rung khác nhau nha anh em. Cái bộ rung này á là hoàn toàn khó tăng sóng, một cục rung là đi với một bộ chip thôi, mà nó không có bất kỳ thiết bị nào có thể bắt được sóng của anh em đâu. Ha. Con tôm này, hai tôm này, hai tôm một bầu này. Còn tôm nữa. Đó, thấy không? Hai bầu một tôm này. Nãy hai tôm một bầu, giờ hai bầu một tôm. À, rung rất là khỏe. Tôi để đây anh em nghe thôi, chứ anh em cắp vào túi quần á, là rung như điện thoại thôi, anh em không phải lo đâu ha. Tôi để cho nó to lên á, để cho anh em dễ nghe, để dễ biết ha. Đây là hai dài này, đây có con cua này, chén có cua này, thấy không? Hai bầu một cua thấy không? Báo rất là chuẩn, anh em không phải lăn tăn về chuyện đó. Hàng này chơi rất ok, báo rất là chuẩn. Đó, đây là giờ có gà này, anh em chuyển vào gà này, thấy không? Chơi rất là chính xác nha. Đây, có tôm rồi nè, rồi có tôm rồi, 100% có tôm, thấy không? Đó, rất là chuẩn. Còn con tôm, chuyển qua gà rồi,
gà này, hai gà một nai, gồm hai nai một gà, đó rất là chuẩn nha anh em. Còn gà nữa, gà này, hai gà một con cá. Anh em nào muốn sở hữu cái bộ này á thì có thể liên hệ trực tiếp với tôi số điện thoại trên màn hình 0797913, tôi tư vấn kỹ hơn cho anh em. Ngoài cái bộ bông báo rung này á, bên tôi còn có làm hộp 5 năm này. Đó, hộp đây là hộp giấy 2 phân 2 này. 2 phân 2 này. Hộp xốp 2 phân 2. Hay là hộp xốp 2 phân rưỡi này. Đây hộp xốp làm, giấy làm hết nha anh em. Bên cơ sở tôi tự làm hết. Anh em chỉ còn mua không? Tôi đặt hàng thì tôi sẽ có nắp nhôm này kia gì cho anh em luôn. Mua một lần về anh em chơi được luôn, khỏi cần mua những cái chỗ khác nữa ha. Mua những cái khác, ví dụ như đây anh em mua có thể mua được mâm này, mâm nắp gì đó tôi cung cấp luôn, nên chỉ cần một cú điện thoại tôi sẽ gửi cho anh em thôi, rất là dễ. Đó, nên là có nhu cầu muốn tư vấn với thêm á, tôi sẽ anh em cứ nhắc điện thoại lên và gọi cho tôi, tôi sẽ tư vấn kỹ hơn cho. Rồi, cảm ơn anh em đã theo dõi video nha. Anh em có nhu cầu thắc mắc gì có thể liên hệ trực tiếp với tôi sẽ tư vấn kỹ hơn. Rồi anh em xem video này á, nếu thấy hay thì cho xin một cái like và một kênh của tôi nha, và nhớ đăng ký kênh để cập nhật những cái video mới nhất nha, những cái chương trình học mãi mới nhất, cứ mãi mới nhất, tặng game, tặng bài, tặng quy luật gì đó. Rồi, cảm ơn anh em đã theo dõi video, chào tạm biệt anh em, hẹn gặp lại trong những cái video tiếp theo của tôi.